trong những cái tool miễn phí mà em rất thích dùng một trong những cái tool miễn phí mà em rất thích dùng không biết anh đã biết nó chưa và anh đã dùng nó chưa à đúng thì nhờ dạ thì nhờ ba cái nó cho đúng rồi. đây là một trong ba cái em rất hay dùng cái này là một cái simo đi là một và đặc biệt là cái thứ ba là cái grab shot đây là một trong ba nhưng mà em dùng cái này là nhiều nhất và đương nhiên em dùng kết hợp với hai cái kia nhá rồi em bắt đầu À, rồi em mở nó lên. Đây. Rồi, cái bồ này, cái pay và cái group này thì em đã nói rồi này. Em nói rất là kỹ rồi mà hôm nay em sẽ nói cái post này. Đây, cái post. Cái post này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bài viết. Rồi, em nói ví dụ em phân tích này, cái mà bài thuốc mà bổ dương của anh á, bổ dương của anh ấy, thường ấy, em sẽ gõ một cụm từ là gì? Là yếu sinh lý. Yếu sinh lý. Gõ vô nhiều cụm từ lắm, nhưng mà đây là cụm từ chất lượng mà em ưu tiên em gõ trước anh xem nhé sở facebook anh xem này sở facebook à, ok à, ok bắt đầu này robby này đương nhiên là kết quả facebook của em nó sẽ khác của anh rồi thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu hot girl tuyển chồng giật mình có nhà xe không yếu sinh lý cái này không phải cái cái bốt này không phải rồi bị yếu sinh lý kém khả năng sinh sản luôn đẩy các các ông à, ờ, yếu gì đấy bị yếu sinh lý kém khả năng sinh sản luôn à, 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 đúng rồi kém khả năng sinh sản luôn đấy các ông à may quá không dính cái nào còn ông thì sao đây thiểu năng sinh dục bệnh nghe lạ nhưng nhiều nam giới khác đang đang mắc mà không biết đấy anh thấy ông 10 cả thì anh thấy là như vậy là cái bài bốt này này cái bài bốt này này nó đang hướng đến nó đang hướng đến những cái người mà những cái người mà bị yếu sinh lý thì anh nghĩ đi anh nghĩ đi 10 k like cái bài này là cực kỳ tiềm năng đâu ai rảnh rang mà bị yếu sinh không bị yếu sinh lý mà like cái bài này đâu ai rảnh rang nhất là những cái vấn đề mà tế nhị như này nhất lại là những cái vấn đề tế nhị như này nữa người ta lại càng không like được chưa ạ rồi tiếp tiếp gia đình chúng tôi là chủ tiệm vàng một trong những tiệm vàng lớn ở tây sơn cái gì đây cái gì đây nói chung có yếu sinh lý thì em mới quan tâm cái này không bỏ nhanh luôn rồi chinh phục sang xi băng lần đầu tiên sinh viên rồi mới sáng không phải lê văn thắng lo ngại cấm facebook hết đường rồi động lực cố gắng trong cuộc sống mười thói ghen đây tội cho thanh niên ấy thanh niên yếu sinh lý chưa vào đã bắn lung tung tóe buồn lòng tự cung ngâm rượu tặng bạn úi giời ơi ba phẩy k like trời ơi anh theo anh đọc cái content này này anh đọc cái cần này thì anh thấy là gì nó đang nhắm tới đối tượng khách hàng của khách hàng tiềm năng của mình hay không anh hiểu ý em không thì sao thì mình thấy rằng là gì đây là một cần ten cực kỳ chất lượng đây là một cần cực kỳ chất lượng nhé rồi tiếp Đó. anh phải đấy cô gái sinh năm 94 đang status kén chồng nhà không yếu sinh lý không phải cái này này nó có chữ yếu sinh lý nhưng mà rõ ràng là những cái người like cái bài này là những người mà muốn cầm comment cái cô này hoặc là gì, muốn kết bạn với cô này. Hoặc là muốn chọc kẹo với cô này như vậy đâu phải đâu. Mình đang muốn là gì? Tìm cách hàng tiềm năng mà. Đúng không? Nhưng mà cái bài này chắc chắn là không phải. Rồi, tôi xin phép chép lại bản sản xuất năm Việt Nam Mỹ, tôi xin chưa phép tác giả của bài viết không phải. Tôi đã mất 100 triệu để khởi nghiệp, đừng giống như tôi không phải. Đây, nữ thì tốt nhưng nam ăn lạ ăn lại hại đấy các bạn ơi hầu hết cánh mày dâu đều đang tự hại sức khỏe của mình bởi loại rau gia vị này mà không biết rồi cũng có thể tiềm năng nhưng mà chưa rõ lắm cũng có thể tiềm năng đúng không ạ Nhưng mà chưa rõ lắm rồi rồi nó nói nó nói thẳng vấn đề ra cơ nó nói thẳng vấn đề ra mình mới cần rồi thần thái không phải góc cảnh báo anh em chạy s cũng mong không phải đón xuân này nhớ chân xa không phải tuyển chồng kiểu này không phải nhiều khi duyên mạng rồi ok quản lý nhận nhuận rồi ok như vậy là em chỉ chọn được cái bài hồi nãy rồi tóm lại em chỉ chọn được cái bài hồi nãy đây cái bài này đây cái bài đây cái bài đây thấy chưa như vậy là gì 10 k này này 10 k like cái bài này em sẽ lấy ra 10 k like cái bài này em sẽ lấy ra anh hiểu vấn đề không ạ rồi nhá em bắt đầu nhá cách dạ cách lấy ra như thế nào nhá đây em bấm vào đây em bấm vào đây nhá rồi đây đây là cái bốt id của bài viết này đúng không nào còn c nhá còn C Rồi em qua một cái hệ thống để em lấy cái like Đây, đây, còn chôn V này Anh anh xem tổng quát thôi Còn những cái tool, những cái công cụ, những cái giải pháp này Em sẽ cung cấp cho anh hết, anh đừng có lo Rồi đây, bot, bot ID này Bot ID là gì? Là like đây là lấy like của cái bài bot này Rồi, em bấm tải danh sách Rồi, à. anh chờ một chút Nó sẽ lấy ra 10.000 cái người mà like cái bài viết này cho mình ở cái dạng danh sách file uid đấy quét tường này của tiện thể đang chạy chương trình đang chạy em nói luôn này quét tường này quét tường có cái gì quét cho 100 bài viết nếu mà cái tường đó mà của bác sĩ mà mà bác sĩ mà chuyên về à rồi xong rồi đây em sẽ xong em lưu cái này lại cái rồi em sẽ nói anh tiếp đây, like này like này rồi ok này đó, cho nó lưu vậy đi rồi nếu mà bác sĩ mà bác sĩ mà chuyên về đông y mà đặc biệt bác sĩ mà chuyên về cái cái vấn đề và sinh lý nam thì càng tốt quét cho 100 bài viết này rồi cái profile này quét ra bạn bè của một cái profile nào đó này. Bay này, quét ra những người like bay này. Group này, quét ra cái member group này. Ô, oh, member group này đặc biệt là những cái group mà mà Eva, đây. Anh gõ một chữ Eva này. Không, em sử sử dụng cái công cụ hồi nãy luôn, em sử dụng cái công cụ hồi nãy luôn. Em sử dụng cái công cụ à đâu rồi, cái công cụ đấy đâu rồi? Cái công cụ đấy đâu mất rồi. Rồi bấm lại vào đây. Rồi em sử dụng cái này em tìm cái group này Đó em chỉ cần gõ một chữ Eva anh xem nhé Đây nó có một group Eva rất là like, hay là chuyên các cái ông và yếu sinh lý vô đó sẽ tâm sự không Anh xem nhá anh xem nhá Giao kéo này, tâm sự Eva này, tâm sự Eva, bí mật Eva này Tâm sự Eva này, bí mật Eva này À đây, 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 đây Ủa không phải, 24 member tâm sự Eva 18 cộng không phải nó có một cái group chuyên về các cái tư vấn về các cái vấn đề về yếu sinh lý nam nó rất là hay rồi được nhá anh 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 tìm lại. đó rồi em, em em đang làm đây anh em mở lên cái file nó đây các bạn này anh thấy này đây anh thấy không 10.000 đấy là em muốn bước lên một vài bút 10.000 nữa này. đây 10.000 ui đi thì em không dám chả, chả uh, kết uh, khẳng định 100% nhưng mà em bảo đảm anh ở trong này 50% 50% là khách hàng tiềm năng của mình ở trong này rồi, như vậy là gì? Mình bắt đầu bằng cái cách là gì? Mình sử dụng intelligent, mình sử dụng uh, symbol UID, mình sử dụng grab shot để chi để mình cho ra những cái file UID rất là chất lượng. Rồi, ok ạ. À? Ok chưa anh ạ? À? Rồi, bây giờ cái file UID này mình biết chắc chắn đây là khách hàng tiềm năng của mình rồi. Như vậy cái vấn đề thứ hai là gì? Làm sao mình mình kết nối và mình tiếp cận với họ. Đúng không? Mình tiếp rồi, ok em copy tất cả cái file UID này nhá em còn c này em mang qua một cái hệ thống em mang qua một cái hệ thống đầy cần này đó anh thấy anh nhìn nhé. chuyển đổi này đó anh thấy không ngay lập tức này đây này đó colon không như vậy là gì 10.000 cái UID đó nhưng mà thật sự là có 4.843 cái UID thật thôi còn UID clone nó không lấy đó anh thấy nó ra được 1.763 cái số điện thoại này đây số điện thoại này anh thấy hay không mà cái số điện thoại mà cái số điện thoại này thì sao thì sao mình à, có cái số điện thoại này thì sao đây em làm luôn em làm luôn cho anh xem tối nay anh, anh chạy ẹt ngày mai mà anh không có khách hàng mới là lạ đây anh xem nhá rồi đây cột a cột b cột a là cái đi em bỏ này cột b là cái số điện thoại em phọc bắt xeo lại này rồi bấm ok đây số điện thoại đây đúng không ạ rồi cái số điện thoại đây em sẽ copy ra này em sẽ copy ra một cái file test riêng này đó em dán nó vô này đấy số điện thoại không số điện thoại thật của Facebook không nữa rồi đặt tên lại này đặt tên lại là số điện thoại này đúng chưa rồi ok này tiếp là em mở cái trình ad của em lên này đúng không nào trình ad của em lên này sẹt này ad này à, đây đúng không đấy. em cũng đang chạy quảng cáo Facebook thuê này, nhưng mà công việc chính em không phải đó đây đấm đây bấm audience đúng không ạ rồi, anh xem nhé, anh cứ theo dõi. Cái này, livestream em nói rất là rõ thì em để mô lại anh. Đây, custom audience. Đó, nó nằm ở chỗ này. Cái bí mật nó nằm ở chỗ này. Đây, custom file này. Custom audience này. Đây, up cái số điện thoại này. Đây, upload file này. Đó, nó cho mình ở CVTT này. Bấm upload file này. Rồi, lấy cái file số điện thoại này này. Bấm open này. Rồi, bấm nét này. Anh xem này. Đó, nó nhận diện được số điện thoại rồi này. Bấm upload and clear này. Đó, nó đang upload lên này. Upload đinh rồi, nó đang upload. Đó, anh xem 1763 số này xong, bấm đòn này. Thì nhớ này, thì đây thì sao mình bấm vào đây này, xong rồi mình tạo thêm cái lúc online. Lúc online thì nó nhân ra. Đây này. Đó, nó nhân ra nó nhân ra hai lần thì mình nhân ra hai lần thôi. Có nghĩa là 1700 người hồi nãy thằng Facebook rất hay là gì, nó tự nó biết được là gì, là những cái thằng nào mà giống 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 1700 người đó nó nhân đôi ra. Nhân đôi nhân ba nhân bốn là thường như cá nhân em nó nhân đôi ra được rồi. Đó, rồi trong quá trình ấy, mình chạy quảng cáo Facebook ấy thì sao nó có hỏi mình là gì là hướng đến cái tập khách hàng nào thì mình chọn vô cái cái cất tầm audience này à như vậy thì sao như vậy là chỉ cái quảng cáo nó chỉ hiển thị trước trước mặt của những cái thằng này thôi mà những cái thằng này là mình đã mình đã chọn lọc ra cái file uid chất lượng rồi à anh hiểu vấn đề này chưa rồi rồi mình có cái số điện thoại này rồi thì sao nếu mình cảm giác là cái phân tích của mình là nó đúng và mình tìm được những cái post những cái bài viết đó nó chất lượng á thì mình thấy là cái uid này chất lượng cái số điện thoại này chất lượng thì mình giống như tụi bất động sản đó anh mình chơi luôn cái sms luôn đây anh xem nhá đây đó đây hệ thống sms của em đây đây anh xem nhá đây em cho nó lùi lùi lại cái quá khứ nó một chút xíu này cho đến ngày hôm nay này tìm kiếm này đấy anh xem là đây đây anh thấy chưa đây đó này Xin trọng quý khách này thân thương đã ủng hộ sầu riêng quy này kính chúc quý khách năm mới ăn khang thịnh vượng hạnh phúc này cả thái nhiều thành công rồi, sầu riêng quy đông lạnh quy này có cái mình bắn cho người ta tin nhắn luôn đó vừa rồi tết em bắn này rồi 8 tháng 3 em bắn rồi đó nhưng mà những cái ngày lễ này bắn đó người ta đến người ta khen người ta mua ô vậy nhỉ? cửa hàng chu đáo ghê nhờ cái tin nhắn là tôi thấy chu đáo quá này tôi, tôi, tôi mua ủng hộ lần nữa người ta đến người ta nói với nhân viên mà sale cửa hàng vậy đó đó bắn ó điện thoại là bắn tin nhắn rẻ rề đâu bao nhiêu đâu rẻ rề nhất là những đơn hàng lớn rẻ rề như của anh còn lớn nữa mua nó bị sầu riêng này trả bao nhiêu tiền còn mua một cái hũ rượu của anh cả mấy triệu bạc thấy chưa giờ như bên bất động sản á, nó có cái số điện thoại như vậy đó nó làm sao nó khôn luôn nó gọi luôn có điều nó phải qua một bước trung gian là nó xây dựng lên được cái nó kịch bản tay lấy cho nó chất lượng đây số điện thoại này đấy anh thấy có một cái file ID nó hay chưa rồi cái thứ hai nữa là gì? Có được cái file UID đó thì sao? Thì mình À đây Em mới khoe Facebook mà em cũng bất ngờ đây. Em cũng bất ngờ em luôn Đây anh xem đây Đây Em cái Facebook của em nó mới khóa Nó mới mở lại Anh xem này đây. đây anh Em vô cái tường Facebook profile Đây nút Facebook Đấy anh thấy 400 bạn bè này Đấy 400 bạn bè này Mà bạn bè của em chất lượng không Tại vì sắp tới là em có một cái công cụ Rất là hay dành cho bất, dân bất động sản thì ở trong đây là bạn bè của em em hướng đến là em kết bạn với toàn là dân bất động sản không đấy em lăn chuột cho anh nhìn thấy đó. toàn là dân bất động sản không để sắp tới em ra một cái giải pháp mà cực mạnh cho dân bất động sản đảm bảo là sử dụng cái đó là có khách hàng bất động sản ngay đó em tạc ghét thẳng đến những cái khách hàng bất động sản của em luôn đó như vậy là gì em xây dựng ra một cái profile về bất động sản và 5 ngàn bạn bè của em là gì là 5 ngàn môi giới bất động sản không đấy bất động sản quốc viên này bất động sản đức cường này bất động sản hoàng này tạ thương thẩm bất động sản này bất động sản bắc vân phong này. em thấy không? bạn bè của em toàn là bất động sản không như vậy là gì có được cái file uid này thì sao em kết bạn tự động cái file uid này ấy, thông qua cái phần mềm lá lá giá yeah, Symbol facebook nó kết bạn thông qua cái file danh sách uid này mà à, đó rồi ok đấy anh thấy không rõ ràng là gì rõ ràng là mình tiếp cận với người ta là là rất là nhiều kênh rất là nhiều kênh rồi em quay trở lại cái vấn đề em quay trở lại cái vấn đề mà ở trên tường facebook nhà em ấy, em đã nói rất là rõ mà trong cái buổi live stream em đã nói rõ luôn rồi đây đây tạo ra tập khách hàng bằng lắp này rồi tạo ra tập khách hàng từ tương tác trong những cái bài bốt này những bài bốt này rồi tạo ra tập khách hàng từ cái từ khóa tìm kiếm này rồi như vậy là bốn cái trái tim màu xanh này anh thấy rồi đó rồi có được cái danh sách uid đó có được cái danh sách uid chất lượng đó tùy vào khả năng mình quét và và khả năng mình phân tích thôi thì sao thì đồng nghĩa việc là mình có được cái số điện thoại đúng không hồi nãy em show cho anh cái hệ thống big data của em rồi đó có số điện thoại thì sao cần á, nếu mà cần nhà mình bắn sms luôn đặc biệt là những ngày lễ đó, bắn sms luôn cái thứ hai nữa là mình call center luôn mình call luôn bên bất động sản nó call luôn tại vì cái giá trị của đơn hàng nó cao mà bây giờ tụi nó có cái chiêu là gì dùng cái sim mà gọi miễn phí 10 phút cho anh mà bọn bất động sản anh biết rồi cái sim của nó là cả nguyên một một sấp sim đó nó gọi luôn có bao nhiêu tiền đâu chả bao nhiêu tiền cả mà hay một cái là gì là mobifone cũng có cái gói dịch vụ là gọi 10 phút vinaphone cũng có 10 phút và viettel cũng có 10 phút nó gọi luôn chả bao nhiêu tiền hết anh ạ đúng chưa rồi như vậy là có được một cái tệp uid chất lượng này thì sao thì đồng ý anh có số điện thoại thì sao anh bắn sms anh bắn SMS hoặc là gì là anh bắn cái cái tele sale. À rồi ok, có được cái tập UID chất lượng thì đương nhiên là gì là anh kết bạn được với cái tập UID đó, đồng nghĩa việc là gì? Là anh có được một cái tập bạn bè chất lượng. <laughs> đúng không? Rồi có được cái tập UID đó vì mình đã chuyển đổi qua số điện thoại rồi thì đương nhiên là mình tạo được cái custom audience trong quảng cáo Facebook. Hồi nãy em đã bề mô cho anh luôn rồi. Rồi, có được cái tập UID đó mình có một cách rất là hay là mình đưa qua kết bạn bên Zalo luôn thì hôm nay thì thời gian em chơi show cho anh cái này đó anh thấy không như vậy là từ một cái tập UID này có phải là anh có ít nhất là gì là một này hai này ba này bốn này năm này năm cái hướng đánh nhỉ năm cái hướng đánh đánh cùng năm hướng này một lúc ở trên tập UID đó luôn thì anh nghĩ đi ngày mai ngày mốt là anh không có khách hàng mới là lạ em có thể nội mà cái đơn giản cái này không là anh đã có khách hàng rồi này cái này này cái này không nay nó có đất hàng rồi nó dạ dạ cái đó thì đương nhiên em hỗ trợ cho anh còn nếu đó anh tham khảo ngoài thị trường á. đây quảng cáo số điện thoại com này em bấm cái zoom lớn màn hình lên anh thấy không đây anh thấy là quảng cáo số điện thoại com này có nghĩa là gì mình đưa cho nó một cái tệp iod rồi sau đó nó cần vượt ra nó đưa cho mình cái số điện thoại thì anh xem này anh lên cái trang này anh xem này đây đây nó bán này nếu mà nó cần vượt cho anh thành công 500 số nó đưa lại cho anh 500 số là 100 ngàn mà 2.500 số là 500 000 mà 8.500 số là 1 triệu rưỡi mà 12.000 số là 2 triệu và cái gói cao nhất của nó là 45.000 số là 50 triệu đó nhiều người á, người ta không hiểu trời ơi làm gì mà đắt vậy nhưng mà không phải không đắt đâu anh ạ à. có nghĩa là sao cái số điện thoại cái số điện thoại này này có phải là gì là cái khách hàng tiềm năng của anh rồi hay không Đúng không? Tại vì anh đã lấy từ các cái bốt liên quan rồi mà Bốt liên quan rồi mà Đúng không? Các bốt liên quan đó là anh có đi rồi Cái đi đó là chất lượng Đúng không? Như vậy là gì? Nó đưa cho anh cái số điện thoại này Thì đồng nghĩa với số điện thoại chất lượng Anh đưa lên trên cờ tẹp custom audience để chạy quảng cáo Thì sao? Nó hiển thị quảng cáo trước những cái tệp đó thôi Trước những cái người đó thôi Thì chắc chắn là nó tiết kiệm nhanh rồi đó Cái thứ hai nó là gì? Chắc chắn là nó hiệu quả Tại vì sao? Tại vì khách hàng nó hiển thị quảng cáo trước mặt khách hàng tiềm năng rồi má anh để ý chút xíu về cái content và anh biết cách tạo phễu ở trên Facebook nữa là xong Content chuẩn nữa là xong, content em sẽ nói với anh sau Em đang nói về cái chiến lược tổng thể cái đã Như vậy là gì? Nếu mà nếu mà như thế này Thì vô tình chung cái thứ nhất là mình tiết kiệm tiền quảng cáo chắc chắn rồi đó Thay vì mình để cho thằng Facebook nó target cho mình đúng không? Nhân khẩu học này, sở thích này, hành vi đúng không? Nó hỏi mình là độ tuổi này, rồi sống ở đâu, rồi làm công việc gì đúng không? Rồi thích là thích công nghệ gì, thích điện thoại hay là thích ô tô hay là thời trang Đúng không? Rồi hành vi, thì nó hỏi mình hàng loạt các câu hỏi đúng không trong quá trình mình chạy quảng cáo à thì thay vì nó dựa vào các cái yếu tố đó để nó hiển thị quảng cáo đúng không nhưng mà sao bây giờ mình cắt cái khâu đó luôn mày khỏi phải hỏi tao khách hàng của tao là này này mày chỉ cần hiển thị là gì quảng cáo trước mặt những cái thằng khách hàng này cho tao thôi là được mày chỉ cần hiển thị quảng cáo trước mặt những thằng khách hàng này cho tao thôi là được còn các cái vấn đề về nhân khẩu học sở thích hành vi mày đừng quan tâm đó đó nó hiển thị trước mặt thằng này thôi như vậy là gì tiết kiệm chắc chắn rồi và quan trọng nữa là số điện thoại này tiềm năng rồi thì đương nhiên là hiệu quả đó đó cho nên là gì cho nên nhiều người hiểu vấn đề ấy, thì sao thì cái giá tiền này là là cực kỳ rẻ chứ không phải là đắt đó chứ còn đương nhiên á, thì em em có cái hệ thống này riêng rồi em có cái hệ thống này riêng ấy, thì sao thì em có em sử dụng riêng của em thôi và đương nhiên em mà anh thích thì em sẽ hỗ trợ cho anh rồi ok em quay trở lại em quay trở lại cái vấn đề đấy em đang bị bệnh là chảo ngược dạ dày lô lôn. À, anh có bài thuốc nào để trị cái đó cho em quá hay rồi ok này như vậy là quay trở lại cái vấn đề là gì thay vì người ta kinh doanh người ta hỏi một cái câu hỏi lớn là gì là khách hàng của tôi ở đâu để tôi đi tôi tìm khách hàng đúng không còn bây giờ câu hỏi đó không còn ý nghĩa nữa có nghĩa gì anh đã có được một cái tệp khách hàng tiềm năng rồi anh đã có một cái tệp khách hàng tiềm năng rồi và bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Anh tiếp cận với họ như thế nào và anh anh truyền thông với họ như thế nào mà thôi. Coi như khách hàng đang đang sừng sững xuất hiện trước mắt anh rồi đó. Trước mắt anh rồi đó. Được chưa ạ? Được anh nhé. Đấy, thì hôm nay thì là gì anh? chuẩn đúng thì tìm UID chuẩn á, thì anh nhớ cho em là có 3 cách như vậy thì anh vận dụng hết ba cách ở đây đi. nhá anh vận dụng hết ba cách ở đây rồi sau đó là gì anh sẽ đưa cái UID của từng cách em có cái công cụ và em có cách thức để em chứng minh cho anh thấy cái UID của anh tìm được nó có chuẩn hay không anh yên tâm với chuyện đó giống như là gì một cái bài kiểm tra vậy đó khi mà anh làm xong em có cách có cái ba rem có các tiêu chuẩn em chấm cái bài kiểm tra anh được mấy điểm thì em có cái cách để em chấm cái file danh sách UID của anh nó có chất lượng hay không? Và em bảo đảm anh rằng anh, em nói là anh Tội ơi UID đi anh chất lượng anh chạy quảng cáo đi. Là anh yên tâm anh chạy quảng cáo nó sẽ ra đơn nha. Thế thôi. Dạ. Dạ 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 em hiểu em hiểu để người ta tự làm em hiểu rồi cái cái đi sâu vô cụ thể chi tiết á, thì anh không có bận tâm anh quan tâm bây giờ là gì là một cái bài toán nó tổng thể có nghĩa là gì bây giờ làm sao để ra được cái danh sách file uid này mà bảo đảm nhé như em nói đó 80 đến 90 cái uid trong cái danh sách này là khách hàng tiềm năng khách hàng tiềm năng cho em đó thì sao từ khách hàng tiềm năng mà chuyển qua khách hàng thật để mua hàng thật anh ạ nó dễ lắm anh em nói thật với anh nó dễ lắm em anh cứ làm tốt cho em cái này đi cái còn lại em bảo đảm anh luôn các chỉ số KPI em bảo đảm cho anh luôn đó vậy đó như vậy là quay trở lại cái vấn đề mấu chốt và quan trọng duy nhất đó là gì đó là anh làm sao cho ra được cái file UID này chất lượng thật là chất lượng nha từ cái file UID này thì anh yên tâm là gì anh sẽ có được bạn bè chất lượng bạn bè chất lượng mà bạn bè chất lượng của anh thì anh đã biết rồi mình đã bán hàng được rồi nội chỉ cần nhiêu cái chỗ này thôi đã bán hàng được em chưa cần xét tất yếu tố này chưa cần phải chạy quảng cáo luôn cái uid này, này nhá em có cách để em chuyển qua cái cần mẹ cái email này và em bắn email đi luôn hôm nay em chưa đề mô cái đó đó em chưa đề mô cho anh xem cái đó cái đó là cái nghề của em rồi thì em em không phải nói đó em chỉ cần nói những cái khác là, là anh tự anh hiểu em mà bắn email đi nó còn kinh khủng khiếp nữa kinh khủng khiếp nữa đó anh thấy không như vậy là gì trên một cái tệp uid này trên một cái tệp UID này, anh thấy không? Anh có rất là nhiều cái cách để anh tiếp cận với họ. Đó, như vậy là nhiệm vụ anh chỉ cần làm sao ra được cái file UID thật chất lượng em đã được. Đấy. Được anh nhé. Đấy thì em quay trở lại cái vấn đề làm sao ra được cái file UID chất lượng. Đấy, thì quay trở lại cái vấn đề là gì? Cái thứ nhất là anh phải anh phải sử dụng thật là dành cái 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 cái, 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 cái Intelligent đây. intelligence này đó anh xem kỹ cái phần mà 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 bi bồ uh, pay mới ở ở trên cái file video của em em nói rất là rõ thì hôm nay em nói thêm cái phần post này thôi cái phần post này cái ở bao này em chưa nói cái bài này cái bài này rất là hay nha đây cái bài này cái bài này em đã xác định được cái ông đó là ông bác sĩ rồi đây em quay lại cái file video em nói rồi hôm nay em nói lại này, bác sĩ khánh này cái ông này phải thật sự phải nói là khai thác tối đa cái ông này đây bác sĩ khánh này em làm cho anh xem này đây đây nha em tìm cái đi của ông này đây, đi này. Còn chuẩn C này. UID profile bác sĩ Khánh đấy. Còn chuẩn V này, enter này. Rồi đúng rồi. Đó, rồi em đưa vô này. Em đưa vô cho anh xem này. Đây, bài này. Bài Bible này. Bible không biết là cái ID này nó được không này, em thử cái này. Đây, Bible này. Rồi Trần Quốc Khánh, rồi không chịu em gọi chữ Trần Quốc Khánh này. Trần Quốc Cuộc... A à, mày quá, ra rồi ra rồi ra rồi đây 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 rồi bấm sọt này đó như vậy là gì em tìm những bài viết bởi bởi bác sĩ khánh ổ oh, nó không ra rồi em lấy ông khánh ở dưới đây đây sọt đấy ra rồi mày quá đây đấy anh thấy hay không anh thấy hay không đây này đây bác sĩ này là bác sĩ xương khớp tất cả những cái người mà like và tương tác bác sĩ xương khớp này bảo đảm là 80% là gì là quan tâm đến bệnh xương khớp nhá ông này thì em đã nghiên cứu kỹ lắm rồi anh yên tâm về cái chuyện đó nhá anh thấy này đây 1.7k like này đấy 1.1k like này đấy 837 cái like này anh thấy không tất cả những người này mình lấy ra hết đấy nó liệt kê ra này nó liệt kê dành anh thấy hay không <laughs> à, dạ đúng ông quảng cáo nhưng mà sao đây là cái facebook profile đây, đây em mới mở cho anh xem là đây facebook và đương nhiên facebook profile này thì chắc chắn ông không chạy quảng cáo ở trên này và chắc chắn là gì những cái tương tác này là những tương tác thật chứ không phải là những tương tác là nhờ chạy quảng cáo đó úi <laughs> giời ơi khỏi nói có hai cái dự án có hai cái dự án em đang cốt trinh cho họ giống như đang hướng dẫn cho anh này và người ta đang làm về 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 xương khớp và và thoái hóa thoái hóa khớp này đang làm luôn chạy được hai ba tháng rồi doanh số của nó là em mà show lên cái ẹt của nó họ chưa ép em min anh kinh khủng khiếp luôn kinh khủng khiếp luôn tỷ lệ chuyển đơn chuyển thành đơn hàng kinh khủng khiếp luôn đấy anh thấy không đấy cái đấy hết chưa đâu anh thấy không em lấy về vài bài trên này đã được mấy ngàn này đấy em kéo lên nhanh xem đây cái bài này này một ngàn bảy này bài này một ngàn một này đấy là một ông bác sĩ thôi em còn giật nhiều bác sĩ khác nữa cơ đó anh thấy hay không đó như vậy là gì? anh sử dụng được cái công cụ mà à, mà 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 intelligent này này bảo đảm với anh là vô vàn vô vàn. đây. bible like này, à, bible like, bible living, bi à, bible like này. rồi ví dụ như là em nói em gõ từ là yếu sinh lý vào đây. à đây yếu sinh lý nam đây. rồi em bấm sọt này. có cái để tìm ra những người đây tìm ra những người đây post by people who like yếu sinh lý nam đấy anh thấy chưa trời ơi tuyệt vời chưa đấy này à, những cái bài viết em dịch cho tiếng việt cho anh xem là những cái bài viết mà những cái người mà người ta thích cái chủ đề về yếu sinh lý nam đấy à dạ group thì thì sao thì mình phải bỏ cái thời gian ra để mình join nó vô group và mình và mình giao lưu mình tương tác ở trên cái group đó thì sao thì mình mới dám kết kết luận là gì là cái group đó nó nó chất lượng và tiềm năng hay không à có cái là mình phải giao lưu mình biết được thậm chí là gì mình phải đi offline mình phải đi cà phê ngoài đời luôn đó anh ạ anh hiểu ý em không đó nhưng mà riêng cái bệnh yếu sinh lý thì anh yên tâm cái group Eva là em đã khảo sát rồi à, <laughs> Eva em đã khảo sát rồi đó đó thì cái group nó hơi khó cái chuyện đó có cái gì mình sợ là gì group cũng nhiều ông bác sĩ vô rồi cũng nhiều tay bán hàng nhiều tay marketing vô đúng không đó ví dụ như group về bất động sản đó là toàn dân bán bất động sản thôi chứ người mua bất động sản ở trong đó có mấy đâu à, nhưng mà sao thì bởi vậy em mới nói là gì mình phải là người trong chăn mới biết chăn có giận mình phải do vào đó mình sinh hoạt mình biết được cái group nó khó vậy nhưng có nhiều group rất là tiềm năng đó rồi cái rút mà web trẻ thơ à đấy web trẻ thơ đấy trời ơi cái group này thì sao à quên đây là cái fanpage nhưng mà nó có group cái fanpage thì cũng tương tự thôi thì chắc chắn là sao chắc chắn là những người like bài viết này hoặc là chắc chắn những người like fanpage này là chắc chắn luôn là là bà mẹ bỉm sữa những người đang quan tâm đến con nuôi dạy trẻ con rồi mua các, các, các sản phẩm liên quan đến đến bấy yêu ở trong nhà chắc chắn luôn anh hiểu em không đó hoặc là gì cái group làm cha mẹ cái group này em cũng khảo sát rồi rất là tốt làm cha mẹ đấy bà mẹ bỉm sữa lên trên này không chứ đâu đây làm cha mẹ à đây làm cha mẹ com đấy đấy cái này cái bay cái bay của nó đây thì chất lượng hơn cái group đây đấy ba trăm ngàn rồi đây 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 cái group này, này em có còn thời gian mà em có show lên trên facebook profile nhà em đó là gì em bán cái 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 em em làm marketing cho cái cửa hàng mà bán đồ chơi trẻ con đó đây em lấy toàn bộ những người mà like những người mà comment trên 100 cái bài viết và đặc biệt là những người like cái bay này đó em bán nhiều đó thôi đây 300 ngàn người like bên này toàn là like chất không đó em cần vượt qua qua số điện thoại em phát là em đẩy vô trong cất tầm audience chạy thẳng facebook chạy thẳng quảng cáo luôn thằng quảng cáo luôn cái thằng đó hồi đó là em còn không chạy phễu đấy còn như cái sản phẩm của anh thì cần phải chạy phễu bất động sản thì cần phải chạy phễu đó thì sao thì mình phải bỏ cái thời gian là mình nghiên cứu mình biết nó chất lượng hay không đó anh hiểu em chưa rồi đó là intelligent còn ngoài ra grab á, grab thì em đã có cái file video em chỉ rất là rõ rồi mà cái thằng grab nó cực kỳ nó lợi hại các thằng grab á, symbol grab Đó rồi xin mua đi nữa đó thì anh phối kết hợp ba cái thằng đó lại với nhau phối kết hợp ba cái thằng đó lại với nhau em bảo đảm với anh là gì là anh sẽ có được một cái tệp khách hàng cực kỳ chất lượng còn nếu mà anh muốn chơi mà chuyên nghiệp nữa mà đẳng cấp nữa anh chơi luôn cái thằng audian thằng audian đó audian thì em cũng đã đề mô rồi đó audian blaster đây đây cái tôn mà hôm nọ em nói với anh đây à mà anh hỏi em đây à em chạy ở cái máy kia em không chạy ở cái máy này đó cái tôn Audion thì thôi khỏi phải nói nhưng mà sao những thằng kia nó miễn phí anh dùng hết đi thì nó cũng ok rồi riêng thằng Audion nó chuyên nghiệp hơn một tí nó phân tích sâu hơn một chút thì đương nhiên phải bỏ phí ra mua cái chuyện nó bình thường thôi đó em nói ra thì mất công thì anh lại hiểu lầm là em kinh doanh buôn bán tôn ở đây đó. nhưng mà thật sự dạ nhưng mà thật sự một kinh nghiệm cá nhân của em á giai đoạn ban đầu anh sử dụng ba cái công cụ là gì intelligent grab và simple uid bảo đảm anh cũng ra được một cái tập uid rất là chất lượng rồi rất là chất lượng rồi mình khai thác hết cái đó mình khai thác hết cái đó để nay mai thì sao mình thấy một cái lượng nó giảm dần thì sao mình muốn phân tích sâu hơn sâu hơn chi tiết hơn thì mình dùng cái thằng đó dùng cái thằng audio blaster đó đó dạ với email quét được email số điện thoại luôn này nói chung nó làm được nhiều việc lắm và cái phân tích của nó nó phân tích nó sâu hơn đấy ok anh nhé đấy thì sao thì anh yên tâm là mình sẽ có từng bước một nhưng mà sao trước mắt anh sử dụng miễn phí là ok rồi chứ còn không cần phải 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 bỏ tiền bỏ bạc ra để mua cái nọ cái kia đâu nó thật sự là thông qua các buổi mà giao lưu chia sẻ offline hoặc là cà phê với anh em à, cái thứ hai là thông qua các cái buổi là live stream và đặc biệt là thông qua các cái video hướng dẫn trên youtube của em nó thật sự rất chân thành là gì là em không phải hoặc là trao đổi trực tiếp với anh như này không phải thông qua những cái kiểu như vậy để em bán tu hay là bán gì cả bởi vì nếu mà em bán tu đó nó thật sự với anh là gì em thừa sức em dùng những cái cách này để em bán chứ không cần phải bán những cái kiểu như vậy vừa mất thời gian vừa mất công sức và bán được rất là ít cái tầm của em mà làm cái chuyện rộng và làm số lượng nhiều cái thứ hai nữa là gì là bây giờ đó em đang có một cái độ affiliate nó rất là là hùng hậu rồi tại sao em không huấn luyện tại sao em không đẩy đến cho bọn nó bán mà em phải bán để làm cái gì đấy cho nên là nhiều anh em không hỏi sau mấy buổi live stream cứ hỏi em mua tool cứ hỏi em khoa học này nọ khoa học kia mà em nó nói rất là rõ rồi thích thì sao thì ra offline mặt đối mặt với tôi ở 137 c bầu cát 137 bầu cát rồi muốn tận Tân mình đó thích tool nào rồi chép cho tool nó mua bán là gì cả cái quan trọng ở đây là gì tôi chỉ cho các bạn một cái chiến lược tổng thể mà nó còn đường đi đường dài để các bạn là gì là có cái chiến lược tổng thể để làm marketing và bảo đảm là có khách hàng bảo đảm là ra đơn hàng chứ không phải là bán tút Đấy, bán tút chẳng phải vất vải dạ à thì như hôm nọ em đã nói đó thì nó liên quan đến cái facebook á thì sao thì như như như, như em trao đổi đã facebook là cái công cụ để bán hàng anh ạ như vậy là sao tất cả những cái bài viết của mình, tất cả những cái cách thức mà mình giàn tra, mình bày binh bố trận ở trên này đấy Ví dụ tại sao phải avatar này, tại sao phải cover như này, tại sao phải cái bài viết kiểu như này Thì sao nó có một cái chiến thuật, cho một cái chiến lược của nó hết Do đó là gì? Do đó là muốn bán hàng bằng cái Facebook profile được Cái file video live stream số 1 em có nói rất là rõ đó Thì nó phải có 7 cái tiêu chí để đánh giá 7 cái tiêu chí để đánh giá là một cái profile đạt tiêu chuẩn để sẵn sàng bán hàng thì em đã trình bày rồi thì sao thì nếu mà như vậy đó thì vô tình chung là những cái bài viết mà lúc trước của mình mình chưa biết cái chiến thuật đó, đó thì mình viết nó hơi bị bộ bã nó hơi bị mang tới cảm tính nó hơi bị mang thứ nhất là ngẫu hứng đúng không như vậy là gì thôi bây giờ là gì mình dẹp cái facebook đó qua bên mình, mình thích nói chuyện bolo bola gì đó mình thích bạn bè cũ của mình ở trên đó vân vân mình cứ để riêng cái facebook đồ phai đó thậm chí là gì mình thích nói xấu chính quyền mình chửi vào bác hồ cũng được tại sao đó nhưng bây giờ mình đã xác định mình làm business mình làm ăn mình kinh doanh mua bán thì sao mình lập một cái facebook profile mới thì quay trở lại vấn đề như hôm nọ em nói với anh nó có một cái vấn đề rất là lớn mà nhiều người hỏi em đó là gì đó là bao nhiêu cái facebook profile thì đủ bao nhiêu facebook profile thì đủ thì sao thì trong giai đoạn đầu thì một sản phẩm co product một cái sản phẩm cốt lõi thì sao thì cần ít nhất một tới hai facebook profile một tới hai facebook profile có cái nhân duyên sau này em show cho anh xem cái hệ thống ninja khe đó hiện tại nó đang chăm sóc hơn một ngàn cái tài khoản facebook profile của em thì anh chưa thấy hết hồn rồi hết hồn rồi một cái facebook profile là năm ngàn bạn bè mà anh tưởng tượng nhá em đang vận hành cái thằng ninja khe đó cái thằng hòa của anh đây, đây, đây chắc anh biết nó đấy hòa đây em đây cái thằng này, này. À, em anh 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 cũng nên kết bạn với cái thằng này đây nó này trần văn hòa đây nó đây đây ninja team này cái, cái thằng ninja khe là cái sản phẩm của nó và cái thằng mà quảng cáo số điện thoại hồi nãy đó, đây cũng là của nó đó thì sao nó có một cái phần mềm rất là hay đó là phần mềm tự động chăm sóc nick facebook thì cái nick facebook profile của mình mình lập ra nó dễ nhưng mà nó khó là sao mình chăm sóc nó mình viết bài nó lên như thế nào mình like bài viết của người ta như thế nào vân vân, thì nó rất mất rất nhiều thời gian khi mà anh có một hai cái facebook profile được không vấn đề nhưng mà anh có 100 cái facebook profile và anh có một nghìn cái facebook profile lúc đó nó là một vấn đề lớn đấy vấn đề lớn đấy thì sao thì lúc đó thì chắc chắn phải sử dụng một cái công cụ nó gọi là gì tự động là gì là nuôi nick profile đó thì anh tưởng tượng nhá em bây giờ là mới cái đặc biệt là về thời trang đó. em đang vận hành hai cái cửa hàng thời trang ở trên đường lê văn sĩ ở trên quận 3 là một cái một cái cửa hàng như vậy là trong giai đoạn đầu em ra chỉ tiêu cho họ luôn trong giai đoạn đầu là không có được 200 cái facebook profile nghỉ đừng bán nữa và tới bây giờ là cũng gần một năm mà thì tới bây giờ là gì? một cái cửa hàng như vậy là người ta đang vận hành là hơn một ngàn cái facebook profile mà muốn cái facebook profile một cái là ít nhất là cũng phải hơn ba ngàn bạn bè rồi còn trong đó là đa phần là full năm ngàn bạn bè rồi. thì anh tưởng tượng không cái số lượng profile như vậy nội mà trong cái profile của họ là họ đủ bán hàng rồi xem 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 lên tới gần một triệu đó anh, gần một triệu bạn bè của họ đó đó à à rồi như vậy nó quay trở lại cái vấn đề nó quay trở lại cái câu hỏi của anh ấy nó quay trở lại cái vấn đề một cái facebook profile như thế nào gọi là chuẩn mực để bán hàng đó đây em mở luôn em nói rất là rõ em đã nói rất là rõ cái vấn đề này đấy anh chỉ cần gõ youtube com sẹt nguyễn trọng tiến đây dạ đây em chỉ cho anh cái file video đó luôn đây đây ok anh kéo xuống đây 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 không thấy là sao đấy em xô mà em bể ơi tôi chết rồi không công khai rồi chết 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 ui giời ơi đây nó lại chứ không công khai này ui giời sao sorry anh sorry anh em vừa à. em chỉnh luôn đến bây giờ thì cũng là gần mười 10... chết 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 rồi kia to quên em hôm nọ là em live stream ở trong cái group kín thôi anh group kín thì em để cái những cái người mà xem cái file video này là những người em mời thôi quên 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 vâng vâng không em public luôn cái này em public luôn không vấn đề gì cả anh chờ tí em public cái file video này luôn. Đây, chỉnh sửa này. Rồi, đây, công khai. Rồi, xuất bản. <laughs> rồi, ok, xong. Đấy, anh chỉ cần gõ vào youtube.com rồi share với động tiến là nó ra ngay cho <laughs> ok ở trong đó, đó thì anh yêu anh 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 để ý là em có nói rất là rõ bảy yếu tố bảy yếu tố rất là quan trọng để quyết định là một cái Facebook profile như thế nào ối chết, Ủa sao ở đây Ủa sao nó vẫn để chế độ không công khai nhỉ để xem chết à mình bật rồi mà sao kỳ vậy ta bao à quên thôi anh thử ở trên máy của anh giúp em đó nè Ủa sao nó hiển thị là không công khai nhỉ kỳ nhỉ chào các bạn tôi là nguyễn trọng tiến à, founder của giải pháp <laughs> okay. senmax.net nghe cái tiếng hơi quen tôi <laughs> này okay. nhằm giới thiệu đến các bạn anh anh xì, anh 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 xì tóc cái đó lại anh cuộn xuống à, dưới anh kéo à, rồi, chuột xuống dưới thì cái giải pháp xem mắt .net để chất nền tảng về email like trên số 1 anh nó là một nền tảng về email. thì khi mà sử dụng những cái nền tảng email marketing khác thì chắc, chắc chắn là gì bất kỳ một cái nền tảng email marketing nào thì để các bạn cũng sẽ thấy là nó có những cái ưu à, điểm và nó có những cái khuyết điểm à, ví dụ như là chúng ta thấy ưu điểm này là gì là gửi đi rất là nhanh gửi đi số lượng lớn rồi à, thứ hai là gì có order có, folder, có tự động trả lời đó. hoặc là gì? có auto uh, automation điểm <laughs> hạn cái vậy cái là lượng... máy của mình chắc là à, nó hơi nặng đây cái lượng đây mà đây. user đã vào cái đăng ký đó rồi giới hạn cái uh, số lượng email gửi đi hoặc là gì giới hạn cái tần suất email tôi một ngày chỉ cho uh, gửi uh, mấy mấy ngàn thôi hoặc là giới hạn theo giờ hoặc là giới hạn theo tháng ở à, vật vâng, 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 vâng. thì uh, trong cái đầu mới xây dựng dài cái thứ nhất là gì chúng ta phải thu thập data rồi sau mà chúng bản chất của email marketing này thì chúng ta phải nuôi dưỡng, tạo ra rất là nhiều cái chiến dịch, rồi gửi đi, rồi ai mở email lên thì làm gì tiếp theo, ai click thì làm gì tiếp theo, vân vân như vậy là trong cái khoảng thời gian dài như vậy thì sao? thì chúng ta vẫn phải trả cái chi phí nó nó cứ đều đặn như vậy, mà trong cái là cũng bị là giới hạn về cái lượt subscribe rồi giới hạn về cái lượt email gửi đi, vân vân à như vậy từ những cái ưu nhược điểm như vậy thì sao? thì tôi đúc kết lại thì tôi sẽ tôi cho ra đời cái xe mát thì nó à, giữ được cái ưu điểm của các cái giải pháp kia yeah. nhưng các cái khuyết điểm là tôi cũng hạn chế đi rất là nhiều cố gắng hạn chế đi rất là nhiều đương nhiên thì cũng có à thế, không à, có thế à. rồi ok à. thế thì yeah. dạ thì thế à, em gửi cái... anh luôn okay. dạ thôi em, em copy cái link luôn vợ em chả hiểu sao em bật công khai mà trả lên sao chép thì liên kết rồi ok em để trong cái chat của cái skype luôn đấy anh ạ à. Ok, thì uh, quay trở lại cái vấn đề mà em đang uh, uh, Quay trở lại cái vấn đề mà anh em mình đang uh, bàn bạc dở với nhau đó uh, Có nghĩa là À uh, có nghĩa là cái kênh Facebook profile ấy, thật sự tới bây giờ đã hơn một năm nay rồi anh ạ, từ năm 2017 cơ, có nghĩa là tới bây giờ nó là một kênh bán hàng cực kỳ chất lượng rồi, cực kỳ chất lượng rồi, đó. Rồi bây giờ này anh anh cứ thực hành đi cho nó quen tay có nghĩa là gì thực hành là cái cách tạo ra một cái file đi thật là chất lượng nhé à thì cái chỉ tiêu á, mà em ra cho anh á, là 100.000 cái đi. hôm nay là thứ hai rồi thì có thể là em chưa biết chắc chắn có thể là thứ tư hoặc là thứ năm anh em mình gặp lại với nhau thì anh sẽ có 2 đến 3 ngày anh làm việc đó anh nhớ là gì à, nếu mà anh xem video của em cũng được hai cái file hai cái file video về livestream em có hết còn nếu không anh chỉ cần gõ đơn giản là hướng dẫn sử dụng symbol uid hoặc là hướng dẫn sử dụng grab sợt hoặc là hướng dẫn sử dụng là intelligent sợt ở trên youtube đó, nó rất là nhiều đấy có nghĩa là gì anh tập trung cho em ba công cụ đó thôi là đủ còn nếu mà như em nói đó nếu mà ba cái công cụ đó anh xài nhuần nhuyễn rồi mà anh cảm thấy rằng không đủ đó anh yên tâm lúc đó em có một công cụ mạnh hơn rất là nhiều đó là Audio blaster nhưng giai đoạn đầu em bảo đảm với anh là anh sử dụng đó ba công cụ đó đủ bao cũng đã đủ đấy thì sao thì à, thứ tư hoặc thứ năm gì đó thì chắc là em sẽ nhắn tin ở trong cái chat uh, facebook của anh sau thì anh em mình sẽ gặp lại với nhau thì lúc đó, em anh sẽ mở cái file đi của anh lên thì em nhìn vào là em biết ngay là gì là cái chất lượng của file đi của anh là nó như thế nào nhé đấy thì sao thì cái chỉ số KPI anh phải đạt đầu cho em là 100.000 100.000 cái đi chất lượng nhé chất lượng đó chứ không phải là UID mà không tiềm năng rồi chất lượng là chất lượng như thế nào thì lúc đó anh phải chứng minh cho em thấy à coi như anh cho từ khóa này à anh phân tích cái 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 câu lệnh grab search như thế này <laughs> đó là chất lượng bằng những cái kết quả anh show ra cho em chứ không phải là chất lượng là hai cái chất lượng mình nói bằng miệng với nhau rồi sau đó là gì em em thấy là cách làm của anh ổn rồi thì em sẽ dùng một những cái công cụ riêng của em để em đánh giá cái file UID thật sự nó có chất lượng hay không đấy thì sao thì sau đó anh chính thức anh lưu lại cái file uid cái file mà 100 ngàn uid đó để chi bắt đầu mình có 100 ngàn uid khác đó ok thì cái chỉ số kpi anh yên tâm chắc chắn anh yên tâm chắc chắn một điều là nếu mà cái buổi tối ngày hôm nay anh hiểu vấn đề thì anh sử dụng ba công cụ đó anh phải ra tới hàng triệu uid cơ chứ không phải một trăm nghìn đâu anh yên tâm chuyện đó em bảo đảm anh luôn chắc chắn luôn tại vì là những cái vấn đề như bệnh tật như của anh á nó thật sự ở trên facebook nó cực kỳ nhiều nó cực kỳ nhiều luôn nó cái quan trọng là gì mình sáng tạo cái cái kỳ cuộc mình nhập vô một chút hồi nãy là em đã nhập yếu sinh lý anh thấy nó ra một đám rồi thế bây giờ anh nhập vô là gì là à, bệnh khó nói nam giới đôi khi người ta yếu sinh lý anh biết rồi cái, cái 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 nhạy cảm của bệnh tật nó dễ gì người ta nói bệnh yếu sinh lý cái xí diện của thằng đàn ông có nhiêu đó thôi mà đó. hoặc là gì là trên bảo dưới không nghe hoặc là anh sợ vô từ khóa là gì chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền Đấy, hoặc là anh gõ vô từ là bệnh nam giới Cái bệnh nam giới nó ra nhiều lắm Thì anh tìm các cái post nào liên quan đến bệnh sinh lý thôi Đó, như vậy là gì? Mình khéo léo để mình sử dụng các cái từ khóa Mình nhập vô nó ra cả đúng thôi, gì đâu đó. <laughs> dạ. dạ Dạ Thì như em nói đó, cứ anh cứ làm cho nó Cho nó quen tay là tự động thì nó nâng tay nghề lên cái thứ hai nữa là gì có cái sự mà theo dõi và chấm điểm của em thì từ từ thì sao cái 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 cái, cái chất lượng của file đi thì từ từ nó sẽ được nâng lên thế thôi chứ bây giờ làm một phát thì chắc là nó không chất lượng nổi đâu nhưng mà làm sao nhưng mà em sẽ giúp anh để tự anh làm cách tăng cái chất lượng này đúng không rồi ok đấy chúc anh uh, thành công anh nhé dạ à. à, vâng không có gì anh ạ dạ em chào anh chúc anh ngủ ngon ạ